Rồi xin chào cả anh em ha. Hôm nay em lại tiếp tục lên cho anh em một lô máy. Hôm nay 17 cây, gồm có là hai con xịt thuốc, một con bơm nước cứu quả ha anh em, và hai con máy cưa. Còn lại là 12 cây là cắt cỏ ha. Cắt cỏ thì có cho anh em là ba con máy cần và chín ba con máy ba lô và chín con máy cần. Hôm nay có một con máy đề anh em. Một con Echo Kiwis 261 tôm gời có đề luôn ha. Cưa thì có cho anh em là Shindewa 350 và Shindewa 450. Xịt thuốc là Echo Kiwis và một con Kawasaki TG ha. Hai con này phải là đẹp xuất sắc luôn. Mới kinh khủng luôn ha. Rồi, cú quả thì có cho anh em là EC05. Họng con này là họng 48 nha anh em. Họng ra không vô được là 48 hết. Rồi, anh em chốt máy thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em 0917414042 ha. Hình thức mua bán bên em là bao ship tặng nhà, không cần lấy cọc, và anh em mình được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Bao ship tặng nhà là dù anh em ở bất kể đâu mà ở trong đất nước Việt Nam là tụi em đều giao hàng được hết cho mình ha. Cái này là em nói rõ hơn cho anh em mình hiểu, để nhiều anh nói vào ship tặng nhà nhưng anh cũng không có hiểu vấn đề chỗ này. Rồi, hôm nay em lên cho anh em là cái lô chữ Y, Y ngắn nha anh em ha. Thì anh em chốt hàng anh em nhớ ký hiệu giùm em, hoặc là anh em có thể nói ký tự, ví dụ như là con số 2. Hôm nay là ngày 11 tháng 2 ha, thì anh em nhớ nói là anh chốt con số 2 ngày 11 tháng 2. Nếu mà anh em không có biết chữ cái thì anh em nói như vậy thì em cũng biết đường luôn. Rồi, anh em xem thì nhớ cho em một nút đăng ký kênh và một cái dấu like clip ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Vô con đầu tiên thấy thơm mà nghe anh em. Con này là con Singu ha. Giá chỉ có 1,3 triệu thôi. Nhưng mà con này á 32 ly, 23cc. Con này thì chạy là cực kỳ khỏe luôn nha, cực kỳ chắc luôn. Nếu mà anh em không có quan trọng cái bề ngoài đẹp xấu á thì anh em nên lấy cái hàng này. Con này chạy cực kỳ ngon, cực kỳ bốc luôn. Thêm một cái đặc biệt của con này á là nó là tum gời, tum nhôm. Mà tum là tum 260, là anh em có thể tháo ra anh em gắn xịt thuốc được luôn. Cực kỳ tiện lợi luôn nha anh em. Con này xài là ga giữ, tay đôi. Lắp đầu bò là zin nguyên bản luôn nè. Công tắc máy là nằm trên đây luôn. Anh em nhớ lưu ý chỉ stop nè. Thì anh em gạt về stop là tắt, gạt ngược lại là mở ha. Anh em nhớ lưu ý giùm em cái chỗ này. 1,3 triệu thôi nhưng mà 32 ly. Máy thì cực kỳ chắc và cực kỳ khỏe luôn. Y1 giá 1,3 triệu. Y2 Y2 là Shindewa ha anh em, nòng là 32 ly, 23cc. Trong đó nó có nhập cho mình luôn nè, Shindewa G23 luôn. Bình xăng lớn, thằng này là bình xăng Gin ha. Và nó anh em thấy nó cao thôi nhưng mà phần dưới này nó lõm nè. Nó làm thiết kế nhìn cái phần xăng bình xăng nó bự lên nhưng mà ga nó cũng không có nhiều chân á. Bởi vì cái phần nếu mà anh em đổ đầy bình nó cũng không có nặng bao nhiêu hết. Rồi, con này chạy chế là chế 260, chế mới ha anh em. Con này là dòng bu ghi đứng nha. Tum nhôm ha. Rồi, công tắc máy con này nằm đây nha. Xài là ga giữ nè, tay đôi. Lắp đầu bò là zin nguyên bản theo máy luôn. Cùm là cùm zin luôn nha anh em. Nước sơn là còn nguyên si luôn nè. Dòng Shindewa này chạy cũng khá là bốc luôn nha. Y2 giá 1,3 triệu ha. Tiếp theo là con Y3. Y3 con này là con Tanaka, dòng Tanaka hai chống nha anh em. Nòng là 31 ly, 21cc. Bình xăng lớn của nó là zin nguyên bản nha. Nó có cái chân bảo vệ bình xăng lớn nè. Đó, anh em thấy lòn ta xuống được nè. Là nó giúp cho bình xăng là tránh va chạm mặt đất ha, hoặc là chỗ nhọn, có mặt nhọn này kia đó. Là tránh tình trạng là bình xăng bị mòn hoặc là bị bể bình xăng khi mà va chạm vô cái vật nhọn. Rồi, bô là còn đẹp luôn nha anh em. Trắng tươi luôn ha. Chạy chế là One Go. Đặc biệt là xài le đỏ tự động, cực kỳ tiện lợi cho mình luôn. Tum liền, tum nhựa ha. Tum còn đẹp xuất sắc luôn nha anh em. Còn màu đỏ nguyên siêu nó luôn. Rồi, con này công tắc máy nằm đây nha. Con này xài là ga giữ ha. Lắp đầu bò là zin nguyên bản, tay đôi ha. Y3 giá 1,3 triệu, zin nguyên cây luôn anh em. Tiếp theo Y4.
nổ quá giòn anh em ơi, nghe tiếng máy quá đã luôn. Kawasaki TG24 ha, nồng 32 ly, 24cc. Bình xăng lớn của máy là bình xăng mới và chạy là chế 260 mới luôn. À, cái này là hai cái này là mới nha anh em. Anh em chốt thì anh em nhớ lưu ý giùm em. Nếu mà anh em mà xài gia đình mà xài tích á, thì anh em lấy mấy con này. Thứ nhất là nó khỏe. Cái lượng xăng anh ăn vô cũng không có nhiều. Những anh mà sợ hao xăng là đối với những anh mà làm nhiều, người ta đi cắt thuê cắt mướn á thì người ta mới sợ hao xăng. Còn mà mình dùng gia đình mình xài có chút xíu đó thì cái vấn đề đó cũng không có quan trọng gì mấy chừng á. Tại vì cái lượng tiêu thụ mà anh em một ngày anh em làm cũng không có nhiều. Rồi, con này tum liền, tum nhôm. Công tắc máy nằm đây ha anh em. Con này xài là ga giữ ha. Lắp đầu bò là zin nguyên bản nè. Bởi vì nhiều anh mà sợ mà hao xăng hay không hao xăng đó thì mình phải câu lại cái vấn đề mình làm thuê làm mướn hay là mình cắt mình dùng gia đình. Đó thì dùng gia đình thì nói chung anh em xài một ngày cũng không có nhiều chứ. Nhiều khi nửa tháng một tháng anh em mới cắt một lần nữa. Bởi vì là anh em chú ý là anh em kiếm máy cho nó ngon, nó đẹp. Còn lại mới hay không mới thì nó cũng không quan trọng. Hay chiếu nó nhạy nổ thì nữa. Rồi, i4 giá 1,5 triệu. Tiếp theo i5. i5 quá đẹp luôn anh em ơi, đẹp xuất sắc luôn ha. Con này là con Echo Kiwit dòng máy ba lô đầu lưng. Con này thì nó là chụp giật trợ lực có giới thiệu cho mình luôn nè. Giật cực kỳ nhẹ luôn ha. Bình xăng lớn của máy là zin nguyên bản còn trắng còn đẹp xuất sắc luôn. Đây, chạy chế là chế zin luôn ha. Đặc biệt của con này á là tum gời tum nhôm luôn nè. Con này là Echo 260, nước sơn là còn nguyên si, quá đẹp luôn. Tên máy thì nằm bên hông đây cho mình ha. Đây. 260, số xe ghi còn cho mình luôn. Có chữ Made in Japan kèm theo máy luôn ha. Quá đẹp anh em ơi, nước sơn nè, nguyên si luôn. Rồi, tay ga công tắc ráp đầu bò trắng cỏ là zin nguyên bản theo máy nha, máy zin nguyên cây. Con này thì ốp lưng là còn mới luôn nha anh em. Có hiếu cộng dây đeo thì hàng đi em sẽ bổ sung sau cho mình ha. Chụp giật trợ lực luôn. i5 giá 2 triệu, quá đẹp luôn ha. Tiếp theo là con i6. Rồi, i6 dòng này là dòng Mitsubishi T170, dòng máy bình xăng trên mà máy là ba lô đeo lưng nha anh em. Ở đây là cái thằng ông công mình Nhật nào ông xài mà ông quải giết mà ông lấy cái mền mà ông quấn luôn nè anh em, cho đỡ lưng luôn nè. Ôi ôi nó dày hết hồn luôn. À, nồng 36 ly, con này 33cc nha. Dòng này thì chuyên cho những anh mà có là đi mà cắt cỏ cứng cứng vậy vậy đó mà chuyên đập cước đó thì anh em nên lấy những dòng như thế này, đặng chạy cho nó khỏe. Mà quải được ba lô nữa, hai quai nữa, ba lô lưng này nè, thì anh em sẽ quải được hai bên, với lại có phần đệm lưng này nè, thì nó sẽ đỡ đau, hay gì lại anh em di chuyển nó cũng dễ nữa. Rồi, thằng này là tum gời, tum lớn cho mình luôn. Trên cái tum nó còn số seri luôn nè anh em, 315628 ha. Rồi, ga, tay, láp, đầu bò là zin nguyên bản, máy zin nguyên cây cho mình luôn. Và đặc biệt con này là dòng áo nhôm, cho nên là cứ yên tâm mà dùng nha anh em, ha, cực kỳ chắc chắn luôn. Rồi, i6 giá 2 triệu ha. Tiếp theo là con i7. Rồi, i7 con này là con Echo Kiwit, dòng này dòng có đề ha anh em. Nòng 34 ly, 26cc. Echo này Echo 261. Bên hông là còn tem mát cho mình luôn. 261 ha, còn số seri luôn nha. Hết in cho băng này đủ nè. Con này là tum gời cho mình luôn. Đây ha, 4 ngóc, 261. Nước sơn con này là cũng còn đẹp luôn nha anh em, còn nguyên si nguyên bản luôn. Rồi, đề thì anh em chỉ cần ấn cái nút đen này thôi là máy sẽ tự khởi động cho mình, giống như là anh em chạy xe Honda mà anh em đề vậy đó. Nó sẽ bắt nhông vô rồi tự động nó đề máy chạy thôi. Đó, cực kỳ tiện lợi luôn. Cực kỳ tiện cho mình luôn ha. Rồi, đối với những con máy có đề á thì em sẽ tặng kèm cho anh em là thêm hai món nữa, là một cái cục sạc và một cái cục pin. Cục sạc là sạc pin này, khi mà pin này xài hết đó thì anh em có thể rút ra anh em sạc ha, là em tặng kèm cho anh em thêm hai món. Thì tính ra cái con đề á sẽ tặng kèm thêm hai món là ra 8 món nha anh em. 8 món đi kèm. i7 giá 2,7 triệu ha, cực kỳ tiện lợi cho mình luôn, vừa giật và vừa đề luôn.
Tiếp theo là con Y8 con cưa ha. Rồi, con này là con Shindaiwa 350 ha. Con này thì nồng của nó là 40 ly, nó 38cc nha anh em. Con này thì nói chung là nếu mà anh em cưa củi thì phải gọi là hàng xịn sò rồi. Còn nếu mà anh em cưa khai thác thì cũng được luôn. Khai thác thì con này cái lam của nó là đường kính của nó là 4 tấc 8, thì anh em sẽ cưa được cái đường kính của cái cây tối đa là 9 tấc rưỡi. Lam thì lam Latin nha anh em. Đây. Xin đi qua 350 luôn. Cái tem mát là tem zin cho mình luôn ha. Công tắc máy nằm đây, anh em gặt lên là mở, đẩy xuống là tắt. Nếu mà anh em đã dùng qua máy cưa rồi thì anh em sẽ biết chỗ công tắc này. Và cái e gió là khi mà anh em kéo ra là nó đóng e ha. Mình giật nó chạy rồi thì mình đẩy e vô đặng cho nó mở e, giống như có cỏ thôi. Rồi, mặt tiền còn đẹp luôn. Và con này có hàm gồng xỉu gỗ cho mình luôn nè ha. Cực kỳ tiện lợi cho mình luôn nha anh em. Con này thì nó chỉ có một cái điểm trừ là nó bị mắc cái chỗ trắng tay thôi. Cho nên giá đây em cũng đã trừ cho mình cái chỗ đó rồi. Thì con này em chỉ bán cho anh em là 3.7 triệu thôi. Là trừ cho anh em là cái chỗ trắng tay đó luôn rồi ha. Rồi, cưa thì em sẽ tặng kèm cho anh em 3 món là một cái dũa xích, một cái bugi và một cái tiếp tháo bugi. Là tặng kèm cho anh em 3 món và bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Y8 giá 3.7 triệu. Tiếp theo là con Y9. Y9 là con Shindaiwa. Shindaiwa là 450 nha anh em. Nồng là 40 ly nhưng mà tới 45cc ha. Shindaiwa E450 AV nè. Cái chụp giật thằng này nó bằng nhựa, còn cái ốp lam nó bằng nhôm. Đây, trên cái lam nó còn chữ Shindaiwa ghim nguyên bản luôn. Latin cho mình luôn ha. Lam này còn mới nha anh em. Rồi, giống như thằng 350 hồi nãy thì thằng này cũng là 48 nè. Tắc lam là 44 tắc 8 ha. Thì anh em cưa cái đường kính tối đa là 9 tắc rưỡi. Mặt tiền đây còn màu đỏ nguyên si luôn ha. Con này cũng có sỉ gỗ hầm gọng của mình luôn nè. Đó. Latin cho mình luôn ha. Latin hơi nhiều luôn nha anh em. Rồi, con này nó có được cái chỗ là chỉnh găm ti, chỉnh tay cho mình luôn nha anh em. Nè chỗ này nè. Ha, là anh em có thể chỉnh bằng tay luôn chứ không cần phải lấy vít thì gì chứ. Đơn giản thôi, muốn chỉnh lớn nhỏ thì lấy cái này mình cầm tay mình chỉnh thôi. Ha, cực kỳ tiện lợi luôn. Cái này là chỗ hiện đại nha anh em, hiện đại của con máy. Rồi, giống như con 350 nãy thì e gió nằm đây, kéo ra đóng e ha, đẩy vô là mở e. Công tắc thì đẩy xuống là mở, đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mở ha, đơn giản cho mình luôn. Rồi, Y9 giá 3.9 triệu. Như con Y8 nãy em cũng tặng kèm cho anh em 3 món ha. Y9 giá 3.9 triệu. Tiếp theo là con Y10. Y10 là Citin FS2201 ha. Nồng con này là 32 ly, nó 23cc. Bình xăng lớn của máy là zin nguyên bản nha anh em. Con này chạy cũng là chạy chế zin luôn, chế quanh gồ nè. Tum liền ha, tum nhựa nha. Trời ơi cái tum nó còn mới kinh khủng luôn nha anh em, còn trắng tươi luôn. Chữ Citin còn nguyên si luôn ha, quá đẹp. Ốp là ốp zin luôn nha anh em, cực kỳ mềm mại luôn. Mềm mà như anh em nằm trên cái nệm vậy đó. Cực kỳ mềm. Rồi, con này xài là ga giữ ha. Công tắc là công tắc trên tay nè, có chữ stop nè. Thêm đặc biệt con này là nó xài bộ tay lợt nha. Lợt là giúp cho anh em cắt trong thời gian lâu dài sẽ đỡ mỗi tay ha. Lam gin, trắng cỏ, đậu bò gin, trắng cỏ bự chào bá luôn nha anh em. Trời ơi, nhìn dưới kìa như cái bàn tay nó xè luôn ha. Rồi, Y10 giá 1.4 triệu. Y11. Y11 là con cơm Matsu ha, BC2003, nồng 32 ly, nó 23cc. Thằng này nói chung là cái hình dáng ngoài nói chung không có được bắt mắt, nhưng mà bù lại là máy cực kỳ khỏe luôn nha anh em, và cực kỳ bền luôn. Thêm một cái đặc biệt là cực kỳ tiết kiệm xăng luôn ha. Thì anh em mua máy thì anh em hay hỏi cái vấn đề là tiết kiệm xăng hay không đó, thì con này em đảm bảo cho anh em là chắc cú là tiết kiệm xăng cực kỳ luôn ha. Bình xăng lớn của máy là zin nguyên bản nha, chạy chế là chế zin nè. Công tắc máy nằm bên hông đây nha anh em ha, cực kỳ đẹp và cực kỳ nhỏ gọn luôn. Tum nhôm nha, cực kỳ chắc chắn luôn ha. Rồi, con này xài là ga giữ nè. Láp trắng cỏ đầu bò là zin nguyên bản theo máy luôn.
mãi dinh nguyên cây, chỉ có cái là bề ngoài nó không được bắt mắt thôi, còn lại nói chung là em đảm bảo cho anh em hết, bền, khỏe và cực kỳ tiết kiệm xăng luôn. Y11 giá 1.450.000. Y12 Y12 con này là dòng Kubota, máy con này là máy là của Genos Komatsu ha anh em. Nòng 34 ly, nó 26cc, chập giật trợ lực cho mình luôn. Giật cực kỳ nhẹ ha. Bình xăng lớn của máy là bình xăng mới nha anh em. Chạy chế là chế zin nè, chế quanh gồ. Tum liền, tum nhựa ha. Tum liền, tum nhựa sẽ giúp con máy của mình là nó nhẹ nhàng hơn, nhẹ hơn. Khi mà anh em quải thì sẽ nhẹ đi một phần nào đó, thì anh em cắt trong thời gian lâu dài đó thì sẽ đỡ mỏi hơn ha. Rồi, con này xài ốp eo xịn luôn nha anh em. Ốp eo như cái niệm vậy đó, cực kỳ mềm mại luôn. Rồi, con này xài là gai giữ ha. Công tắc trên tay nha anh em, nhớ lưu ý, bật lên là mở, bật xuống là tắt, nhớ giùm em cái chỗ này. Láp đầu bò trắng cỏ là zin nguyên bản nha. Máy zin nguyên cây, chụp giật trợ lực luôn. Komatsu giống như con Y11 hồi nãy, là con này là bền, khỏe và cực kỳ tiết kiệm xăng cho anh em luôn. Ba tiêu chí mà anh em cực kỳ hay hỏi nhiều luôn. Y12 giá 1.700.000. Y13 Y13 con này là con Hitachi, mà Hitachi này Hitachi đời trước nha anh em. Đời mà gọi là anh em hay gọi là đời cổ đó ha. Con này nòng 37 ly, 33cc. Đời cổ thì là do thiết kế nó cổ anh em, thiết kế nó đời trước nên không được đẹp thôi. Còn về máy móc là em đảm bảo cho anh em là chạy cực kỳ ngon, cực kỳ khỏe luôn nha. Cực kỳ chất lượng luôn. Hay mà giá là cực kỳ rẻ luôn, giá chỉ có 1.700.000 thôi. Có cái chân bảo vệ bình xăng lớn nè. Đó thì anh em xài rồi, anh em xài qua đêm đó, anh em nhớ khóa xăng giùm em. Khi nào mà mình xài nó sáng hôm sau xài đó thì anh em mở xuống để tránh tình trạng là bị ngập trong tu xăng nhiễu ha, nhớ giùm em cái chỗ này. Rồi công tắc máy nằm đây, con này là xài tum gời tum lớn cho mình luôn nha. Ga là ga dữ ha. Láp đầu bò là zin nguyên bản theo máy cho mình luôn. Máy khỏe nha anh em, máy lớn máy khỏe mà giá cực kỳ rẻ, chỉ có 1.700.000 thôi ha. Y13 giá 1.700.000. Y14 dòng Gobin này là nói chung là bên em là lắm lâu rồi mới về được ha anh em, mới có hàng này. Gobin NB26, nòng 34 ly, nó 26cc. Nó có hai đời, một đời là ấu nhôm, một đời ấu nhựa. Ấu nhựa thì nó sẽ cao cấp hơn hàng ấu nhôm nha anh em. Nó là đời ấu nhựa sản xuất sau này. Thế cho nên cái đời cao thì thằng này nó cao hơn ấu nhôm. Bình xăng lớn của máy là zin nguyên bản cho mình luôn. Chạy chế là chế zin luôn ha. Con này tum nhôm nha anh em, tum liền mà được cái là tum nhôm, chắc chắn cho mình ha. Rồi, xài là ga giữ nè. Công tắc nó nằm trên tay luôn nha. Láp zin luôn. Trắng cỏ đầu bò cũng là zin nguyên bản cho mình luôn. Máy zin nguyên cây. Nó có thêm là một cái đế bảo vệ bình xăng lớn cho mình luôn nè. Ha. Y14 giá 1.700.000. Tiếp theo Y15. Y15 là con bơm nước, con này bơm nước cứu quả nha anh em. Máy hiệu máy là EC05. Ha, thằng này 55cc, nó hai công suất nó là 2,5 ngựa nha. 2,5 ngựa 55cc. Con này thì họng vô, họng ga đều là họng 48 nè. Cái họng ga nó đã có dặn ghen sẵn cho mình luôn. Em về em chỉ cần mua cái ống thôi. Em mua cái ống là anh em gắn cho em xài luôn. Thì thằng này cái lưu lượng nước của nó là 300 lít một phút nha anh em. Cực kỳ khủng, 300 lít một phút. Đẩy cao là 35m, cao nghe anh em là chiều thẳng đứng là 35m, còn đẩy theo chiều xa là nó là 80m. Xa là 80m. Nếu mà anh em muốn đẩy xa khoảng 100 hoặc 150 đó thì anh em thu cái đầu gai này cho nó nhỏ lại. Hiện tại là 48 đúng không? Thì anh em có thu về 34 nè, hoặc là 27. Đó thì anh em thu càng nhỏ thì nó đi càng xa, càng mạnh ha. Rồi, con Y15 giá 2.000.000 nghe anh em. Bơm nước cứu quả Gobin EC05 ha. Tiếp theo là con Y16.
Y16 là con Kawasaki ha, TG20. Con này thì nói chung là bên em đã thử nước rồi, chạy cực kỳ khỏe luôn nha anh em. Thử nước rồi thấy nó bắn cực kỳ khỏe luôn, cực kỳ ngon luôn, cực kỳ mạnh luôn ha. Nồng là 31 ly, nó 21cc nha. Đây chế zin, chế da băng cho mình luôn nè. Màu là còn nước sơn là còn nguyên si nguyên bản, đẹp xuất sắc luôn nha. Đẹp tới con ngốc cho mình luôn ha. Cái này phải gọi là xuất sắc luôn. Cái này bình của nó là bình 15 lít nè. Bình zin còn trắng tươi luôn ha. Con này thì ốp lưng có nha anh em, cây đeo thì nửa hàng đi em sẽ để bổ sung cho mình. Đây nó còn số seri và nó có ký hiệu là chữ Made in Japan cho mình luôn. À, ở đây thì em có tặng kèm theo cho anh em một cái cộng dây luôn ha. Vậy anh em mua cái cần giờ anh em đấu vô anh em xài. Rồi, Y16 giá 1.6 triệu nha anh em. Cuối cùng Y17. M17 là con Echo Kiwis nha anh em. Hàng này đúng nghĩa là hàng trong thùng luôn nè. Quá đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn nha. Nước sơn màu cam nguyên siêu nó luôn nha, nguyên bản luôn. Quá đẹp luôn ha. Con này hồi nãy em gỡ lên một cái làm nhìn mắc mê luôn anh em. Đẹp xuất sắc luôn. Nồng con này là 32 ly, nó 23cc ha. Tên máy là SHG400. Nó có số seri và còn ký hiệu Made in Japan cho mình luôn. Thùng con này là thùng 15 lít ha. Đây, nếu mà anh em đẩy full luôn, đẩy full thùng luôn là 16 lít. Rồi con này là ốp lưng còn nha, dây đeo thì mắc rồi, nữa em sẽ bổ sung cho anh em một cọng dây đeo khác. Rồi giống như con Y16 hồi nãy thì em có tặng kèm cho anh em cọng dây nè, anh em về anh em đấu cặn nữa anh em xài ha. Thùng còn đẹp luôn nha anh em, thùng 15 lít, máy thì đẹp xuất sắc luôn, đúng nghĩa trong thùng luôn nha. Rồi con Y17 này giá 1.750.000 ha. Rồi hôm nay em lên cho anh em tổng cộng 17 máy, thì anh em chốt con nào thì nhớ ký hiệu máy giùm em ha. Rồi chào tất cả anh em.